vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Dạ. Có chí cầu tiến cao và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi, vậy quá tốt. Về khuyết điểm thì chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Mời nhà gái. Em ưu điểm thì em bản thân em là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ. Khuyết điểm của em thì giao tiếp thì em không phải là người chủ động. Nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sóng được. Còn khoảng nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế nguyên liệu. À, yên tâm, ở đây nấu ăn được mà. Dạ, dạ cái đó yên tâm đi, cái đó thì em làm được. Dạ. Em gái có mấy mối tình rồi? Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào? Dạ, chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống nó khá là đơn giản. Cứ gói gọn từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít. Bên đàn trai tò mò chạy qua coi. Dạ, em chào anh. Duyên dáng nha, rất là duyên dáng. Năng động nữa, có yêu đơn phương người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta, thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Vậy chứ giờ em thích cái gì? Em do em không có chủ động trong giao tiếp á, nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm, chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Coi bên đây sao nha. Dạ. Không biết sếp gì đây nè. Là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Dạ, em cho chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé? Cái công ty đó là của bé? Dạ, công ty của em luôn chị. Công ty của đàn trai luôn, trời ơi. Nghi nghi rồi, cái thần thái này là tôi nghi là sếp của luôn. Em có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe coi. Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn. Bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do. Ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng tạo dựng được sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị ơi. Lý do gì em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm. Cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn. Nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia. Người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là đó, tiếp cận ăn trộm cướp. Nhìn mà em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên, biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên và hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Cưng nghe vậy cưng thấy sao cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Rồi con bé này sao nè, giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào? Dạ em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc. Tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy rồi. Có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. Này bé đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi chung với là chị Hai và cô ruột ạ. Dạ con nhìn chào chị Hai. Chào cô ạ. Nhìn chị Hai là ra em gái nha. Em xin kính chào quý vị khán giả. Kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô Sáu của cháu Hoang. Cô xin chào con. Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiền, có cái sự hiếu thảo. Đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm ơn. Cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ.
Xin chào MC Quỳnh Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ. Và chào cháu gái ạ, và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Tôi có một đứa con trai, con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Cháu ạ, dạ, là phải làm dâu đấy, có mối hai mẹ con. Việc gia đình cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á, thì các con á tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ, con cảm ơn cô. Trời ơi, có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải giữ, con không ngại cái vấn đề đó. Dạ, rồi. Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ đi. Đúng rồi đó, đúng rồi bà mối, mở rào. Anh chào em. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp mặt là anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đi một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Rồi, cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát muốn tặng em nữa. Anh thì hát không hay nhưng mà... Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn anh. Nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn mà đó. Nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn đó mẹ ơi. Cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì... xúc động là vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ, tức là dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Có người ta đưa coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm cái nhẫn chi? Đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái tình cảm mà quỳ gối xuống đó luôn. Một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn, rồi tôi với ông làm gì bây giờ? Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái em, nói đi. Sẽ lại gần nhau, nắm tay nhau, nói đi. Anh có cảm xúc không ạ? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái mà nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là một người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ, em cũng mong được điều đó. Trời ơi, không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không, mà khi mà mình em thấy anh tự kinh doanh như thế thì cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Dạ. Khi có thời gian rảnh thì anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè, lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Khi mà trở thành một cái chỗ dựa một trong một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng mà khiến cho anh mệt mỏi không? À không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc, cùng nhau để vượt qua tất cả. Đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Bản thân em thì em độc lập từ nhỏ, em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và cũng có tính tự lập từ nhỏ, nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến hôn nhân được? Dạ, thì để xem tình cảm hai bên, hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hơi nhanh thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ, cái này chắc
Con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiều mình hưởng nhiều. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi, hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Xin phép cho em ôm em cái ôm chặt vô. Xin phép gì ở cô cho ôm em cái. Ôm chặt vô đứng yên nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao? Em trai thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không trai? Dạ muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Em trai á, cảm xúc đang rất là đồng đầy. Tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Bạn không gái cần phải đếm gì đâu, đó hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ là một cái phạt thôi, không có đây. Rồi, thích chúng ta bấm luôn. Đó rồi đó, đó bấm gái. Rồi luôn đó, rồi xong. Em gái thích. Cuộc đời đơn giản như thế. Xin phép gì cho hôn? Gì cho cô cho hôn em. Dạ. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Bây giờ xin nhà gái giới thiệu về mình nào. Hai, minasan, konnichiwa. Watashi wa V to moshimasu. Nenrei wa 29 sai de desu. Genzai, Darato ni aru Nihon gaisha で就職しています。どうぞよろしくお願いいたします。 Rồi coi như bữa nay á, là gia đình bên đàn trai, sau đó là nghe hiểu được hiểu hiểu đi về nghe. Cô dâu người Nhật nghe. Ok, arigato. Dạ. Bây giờ dịch ra tiếng Việt được không ạ? Dạ, dạ được ạ. Dạ, lời nói đầu thì xin gửi lời chào đến ban tổ chức chương trình, hai MC là cô Hồng Vân và anh Quyền Linh, cùng tất cả quý khán giả xem đài. Em tên là Nguyễn Hiền Thảo Vy, hiện là 29 tuổi, làm việc ở Đà Lạt, chức vụ là thông dịch viên tiếng Nhật và thư ký. Dạ, hôm nay thì đến chương trình, rất là mong mọi người cổ vũ động viên tinh thần ạ. Hết hồn tưởng cô dâu người Nhật. Dạ, cũng có một đoạn thời gian ở bên Nhật. Dạ. Rồi mời em trai. Dạ, em trước tiên là em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào gia đình hai bên. Và chào bạn nữ kế bên. Và tất cả các anh chị trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Trí. Sinh ngày 20 tháng 10 năm 89. Nhưng mà tuổi thật của em là năm 87. Hiện tại em đến từ thành phố Cần Thơ, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên thiết kế quảng cáo. Ủa em là ở quận mấy, làm ở quận mấy? Dạ em đang công tác ở quận Tân Bình. Tân Bình, còn bạn gái là ở Đà Lạt luôn hả? Dạ. Ở thành phố. Em làm việc ở Đà Lạt luôn hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy đó hả cha, nghìn trùng xa cách quá ha. Đi du lịch Đà Lạt thường xuyên. Dạ. Em trai, em có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho đàn gái người ta biết đi. Dạ điểm mạnh của em là luôn vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người, có tính cầu tiến, không hút thuốc, không uống rượu, cũng không cờ bạc. Rồi. Còn cái khuyết điểm của em là gục ghè hay trong giao tiếp, giống như thiếu tự tin trong giao tiếp. Hay, bạn gái ưu điểm khuyết điểm thế nào? Dạ em thì cũng có tính khá khá là giống bạn nam, cũng hòa đồng vui vẻ, lạc quan yêu đời. Em thì cũng có một cái tính là cầu toàn. Thì em vừa thấy là khuyết điểm vừa là ưu điểm. Trong đó thì đối với công việc thì em hết mình, nhiệt huyết, nhưng mà vì cầu toàn quá cho nên nhiều khi hơi cứng nhắc thì cũng cần nên sửa. Như em thì cũng có nóng tính. Có ghen không? Ghen thì cũng chưa biết, tại vì cũng chưa ghen bao giờ. Vậy đó hả? Mình xui đúng không? Dạ, yêu nhiều thì sẽ ghen. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là bao năm? Dài nhất là 3 năm. Tại sao chia tay? Khi mà em lên thành phố đi học và đi làm tiếp á, thì trong thời gian người ở Sài Gòn với người Cần Thơ, do một cái khoảng cách giống như sa mặt cách lòng, sa mặt nó cách lòng, rồi bạn nữ quen người khác rồi chia tay. Rồi cái mối tình thứ hai thì cách đây 5 năm em cũng có quen thêm một người nữa, nhưng do cái hoàn cảnh hai bên nó không được ưng ý nên phải chia tay. Còn em thì sao? Dạ em thì cũng có 3 mối tình, cũng chia tay tầm 4 năm rồi.
Lý do gì tại sao chia tay? Dạ thì bạn ấy có người mới. Ba bạn mà. À bạn đầu thì xa nhau. Dạ. Nên là cũng khoảng cách. Coi như là xa mặt cách lòng. Dạ. Bạn thứ hai thì bọn em đơn giản chỉ là bạn thôi. Cũng cho nhau thời gian tìm hiểu nhưng mà thấy cũng không hợp nhau lắm. Nên cũng chia tay. Bạn cuối cùng thì cũng yêu được một thời gian khoảng hơn một năm. Thì bạn ấy có người mới. Nên là bọn em cũng chia tay. Bạn đó là người Việt hay là người Nhật? Dạ, cả ba đều là người Nhật. Đều là người Nhật hết. Dạ. Ồ, vậy ha. Lần này thì thôi mình ta về ta tắm ao ta đi ha. Dạ. Đó, dù trong dù đục thì cũng là cái ao. Dạ. Rồi, bây giờ bạn trai, em hãy nói cho mọi người biết em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào. Thì ước mơ của em tìm được mẫu người bạn gái là vui vẻ, hòa đồng, biết hiếu thảo với cha mẹ, biết kính trên nhường dưới. Trong tình cảm thì biết tin tưởng lẫn nhau. Còn gì khó hơn nữa không? Biết nấu ăn. Thôi cũng dễ nữa. Gái ăn biết nấu để ăn được hay không thôi. Dạ. Ăn chỉ cần đơn giản. Đơn giản thôi hả? Dạ. Cái mẫu hình có cao thấp gì không? Em thì cần người nữ cao 1m55, khoảng tầm khoảng 50kg là được. Vậy thôi đúng không? Dạ. Đơn giản. Em chị hỏi em sợ yêu xa nữa không? Dạ cũng hơi rung rung. Hơi rung rung. Dạ. Dạ em gái xinh đẹp. Dạ. Có gì đâu rung. Nếu mình có bản lĩnh là xa cách mấy thì cái người kia dẫn tới luôn. Cái đó mới cái hay đó nha. Là mình phải mình coi như thế nào không, đặt vấn đề đó ra cụ thể. Bây giờ cái mẫu hình của em, người con trai của em như thế nào? Em thấy em rất là giống với bạn nam bên cạnh, là cũng thích một mẫu người hoạt bát hòa đồng. Và cũng không rượu chè cờ bạc thuốc lá. Về ngoại hình thì sao cũng được, cười duyên á. Chỉ cần nụ cười duyên dáng thôi. Dạ. Còn sao cũng được. Tất nhiên thì khi mà lên chương trình này em cũng muốn tìm một người mà gây cho em ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người mà thật sự là chân ái. Em có quan trọng cái con giáp gì không hay là số tuổi gì không? Dạ, cái đó thì mẹ em rất là coi trọng luôn. Dạ. Tại vì mẹ em nói tuổi gì? Dạ, em tuổi mùi. Cho mẹ nên tuổi là gì? Tuổi ngọ, tuổi tỵ, tuổi của anh là tuổi mão, tuổi dần. Là hợp đúng không? Là anh đó là trong bốn con giáp đó là anh đó lọt vô một con đúng không? Dạ, mà ảnh thuộc tam hợp luôn á. Trời ơi, dạ. Rồi, vậy là mẹ chịu rồi đó. Hèn chi nãy giờ mẹ chịu rồi. Cười hoài, đúng tuổi rồi ha. À, qua coi đàn trai dễ nhìn không, nụ cười cười cái thấy có duyên không? Chào em. Dạ chào chị. Bây giờ bạn này bạn nói là bạn không cần cái người đàn ông mà phải đẹp trai rồi này kia nọ, bạn chỉ cần một người gọi là chân ái. Có đó. Rồi gặp một cái là phải tạo cái ấn tượng ngay và liền. Thì em suy nghĩ đi nha, cái cách nào để mà khi mà cái rào mở ra một cái là em phải tạo ấn tượng liền. Dạ. Và em không thích ở người phụ nữ là cái điều gì? Em không thích người phụ nữ là tánh hay nóng. Tại vì khi mà con người mà phụ nóng lên á là giống như là đẩy chúng ta đến một cái bờ vực, nó khoảng cách nó xa nhau. Em đã chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân rồi? Dạ. Ví dụ giờ lấy vợ về có chỗ ở chưa, ở với ai, kinh doanh hay phát triển kinh tế thế nào, có chuẩn bị hành trang trước chưa? Dạ em đến đây thì em cũng đã có chuẩn bị trước rồi. Nhà thì cũng có, nhà dưới quê cũng có. Trên đây công việc em cũng ổn định. Cũng có dành dụm một số tiền để chuẩn bị chờ bạn nữ bên kia là rước về. Rước về thôi, bây giờ chỉ là cưới rước về thôi. Gà diện anh cưới em luôn. Đàn ông là vậy đó, ta phải chuẩn bị sẵn sàng hết trơn. Bữa nay là em đi với mẹ đúng không? Dạ. Vậy để cho mẹ có ý kiến. Lời đầu tiên cho chị chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào tất cả các khán giả ở trong khán đài có mặt ngày hôm nay. Cô chào cháu trai đây. Dạ con chào cô. Qua cái cách nói chuyện của cháu thì cô thấy là rất là lễ phép. Về ngoại hình thì cô thấy cháu là một mẫu người đàn ông khỏe mạnh. Dạ con cảm ơn cô. Thì mẹ thấy như vậy thì cho nhau cơ hội, con gái nên bấm nút. Đó mẹ đã nói rồi đó. Cảm ơn nhà gái. Em đi với ai? Dạ em xin đi với chị hai, anh ba, anh tư chị và ba, hai tư. Chồng của ship của công ty của em ạ. Trời ơi, một lực ship lượng quá hùng hậu luôn. Đó. Mời đại diện nhà trai ạ. Dạ xin chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân, xin chào bên nhà gái. Em xin đại diện là em là ship của Chí.
Nói chung là Trí rất là tốt mọi mặt. Trí làm cho em gần 10 năm. Em tin tưởng và thương yêu Trí giống như là một đứa em ruột của em. Theo anh thì anh thấy bạn gái bên đây là rất là xinh, nói chuyện rất là có duyên. Gia đình hai bên là anh thấy cũng phù hợp. Anh hy vọng là em bên nhà gái cho bên Trí cơ hội để tìm hiểu. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn ship. Cảm ơn ship nha. Bây giờ mình mở rào. Rồi đó, tấn công. Tới luôn. Bây giờ mình tặng từ mình tặng từng món nè. Thôi anh. Anh có món quà bó hoa. Dạ. Và món quà tặng gửi tặng em. Ôi, em cảm ơn. Mở quà ra liền đi cô gái. Dạ. Dạ, là một cái nhà đâu bằng gỗ. Rất là dễ thương. Như vậy là cái này là em mua hay em tự làm? Dạ, cái này là em mua và có sự công phu của em trong đó vô. Có nghĩa là em chim vô đó hả? Em dạ. chim vô đó ha. Dạ, đây là cái sản phẩm mà cả đêm qua em rất là không ngủ để em lại gắn thầm. Em rất là không ngủ, tức là em đã gắn cái bạn mối hẹn hò vô đây phải không? Dạ. Hãy cho nhau cơ hội em nhé. Trí Nguyễn, số điện thoại. À, thật là duyên dáng. Em ấn tượng chưa? Đưa cho bạn gái coi. Em ấn tượng chưa? Em mất hồn chưa? Quá dữ luôn. Số điện thoại đó. Số điện thoại đẹp đó anh. Yeah. Hôm nay lần gặp đầu tiên em cũng có một quyển sách muốn tặng cho anh. Ở trong cuộc sống này có thiên biến vạn biến, chỉ có tình thân là bất biến. Hy vọng anh em mình đủ duyên để có thể trở thành người thân của nhau. Em thì hơi nóng tính một tí, cho nên là em rất thích đọc những quyển sách về tĩnh tâm. Mong anh cũng hãy đọc thử. Rồi anh sẽ đọc. Nhưng em yên tâm đi, anh em nóng là anh sẽ không bao giờ gắt lòng mũi. Dạ. Yeah. Sẽ dung hòa lại em được hết. Dạ. Yeah. Dạ em cảm ơn. Thứ hai em cũng có món quà nhỏ gửi cho anh chị. Ồ vậy đó hả? Dạ, cho em xin phép ạ. Cho em gửi. Có anh nữa hả? Dạ có luôn ạ. Cảm ơn quá trời đất ạ. Trời nó kỹ dễ sao luôn. Chắc phải viết đẹp quá trời đất luôn không? Cảm ơn cưng. Cái này đồ cưng làm phải không? Dạ. Cảm ơn em trai nha. Trời ơi. Đẹp á. Trời ơi cưng ghê không? Bây giờ mình giao lưu văn nghệ cái cho nó vui vẻ cái này nói chuyện đi ha. Thì nào giờ ai cũng nói là cũng hát tệ hát dở chừng á, nhưng hôm nay vì em anh sẽ lấy hết bình sinh của mình và hát một bài gọi là Lời Tỏ Tình Dễ Thương của Ngọc Sơn. Hay có quá. Gì mọi người quan nghĩ giúp em. Hơi người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh, những phút thần tiên bên em lòng ngắn ngày trào dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói. Yo yo, rằng anh yêu em. Yeah, yeah. Eo, oh, oh, eo, oh, oh. Yêu em phút ban đầu. Eo, oh, 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 oh. Rằng mình quen nhau. Eo, oh, oh, eo, oh, oh, oh. Trong anh mắng em chờ. Oh yes, anh yêu em. Rồi hay quá, rằng anh yêu em rồi đó. Lời tỏ tình dễ thương quá. Trời ơi. Dạ rồi, em cảm ơn rất là nhiều. Bữa đám cưới hát bài này nha. Cái bạn gái đối lại liền cưng, nhà gái không để bị lép cưng, đối dạ, liền. Thì em cũng có một bài hát muốn tặng cho anh. Quý khán giả ở trường quay hôm nay thì là bài Ánh Nắng Của Anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi, mời các bạn về vị trí ngồi đi. Lần đầu tiên trong đời chúng ta gặp nhau đó, mình trao đổi để xem cảm nhận về nhau như thế nào. Lần đầu em gặp anh em có cảm giác như cái em có ấn tượng gì anh? Dạ, thì lần đầu tiên khi mà cái bức tường này kéo ra thì em thấy anh rất là vui tính và hòa đồng, cũng rất là nhã nhặn và lịch sự. Ấn tượng rất là tốt. Cảm ơn em. Dạ, anh thấy em thế nào? Ngoài sức tưởng tượng của anh thì em rất là xinh. Em cảm ơn. Thì như hồi nãy
cô Hồng Vân cũng có chia sẻ là địa lý, vị trí địa lý của mình hơi xa. Anh thì quê ở miền Tây, em quê ở trên Lâm Đồng, ở miền núi. Thì không biết là ví dụ như là mình tiến tới được với nhau á, thì anh thấy khoảng cách địa lý như thế nào? Khoảng cách địa lý nó không quan trọng. Quan trọng em chỉ cần cho anh một cơ hội, cỡ đâu anh cũng tới. Quá được. Cái buổi hẹn đầu tiên thì em xin, có thể em xin phép gia đình của bạn nữ, và xin phép bạn nữ có thể có một cái dịp ngày nghỉ cuối tuần, anh sẽ mời em đi về quê anh. Dạ. Ở Cần Thơ có những món ăn hay là những dân dã của miền Tây, miền sông nước của mình. Em cũng rất là muốn có một cơ hội để đi miền Tây. Em cũng đã từng liên hệ với lại một công ty du lịch để làm một chuyến đi miền Tây với mẹ em, nhưng mà vẫn chưa có dịp. Đây, anh sẽ là người hướng dẫn cho em. Trời ơi, lánh lẹn, lánh lẹn duyên dáng. Em thấy ấn tượng ghê không? Đàn gặp trai hơi bị được đấy. Rất là ga lăng ạ. Bắt lấy cơ hội liền ha. Dạ. Rồi bây giờ mình bàn tới, nếu như mình hợp với nhau đủ thứ, mình hiểu nhau nè, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Nhưng mà tiến tới rồi ở đâu nữa? Thuận duyên với nhau thì 6 tháng đến 1 năm, nếu được thì ra duyên mình cưới nhau. Còn cái đơn vị công tác đó, thì nếu được thì mình cùng công tác ở ở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thuận tiện hơn. Còn quan điểm của em như thế nào? Để khi em có thể trao đổi với nhau thì để nếu mà mình hợp á là mình có thể sắp xếp lại được hết. Không, cái chuyện đó không có quan trọng, chuyện đó. Em thì hôm nay mục đích lên chương trình là để kiếm một người thật sự là hợp, hiểu, bao dung em. Nên là nếu mà được thì cũng 6 tháng tới 1 năm em cũng muốn lập gia đình. Hay quá. Còn về vị trí thì chỉ cần đủ yêu nhau thì ở đâu cũng được. Đặc thù công việc của em thì làm ở đâu cũng được. Nên em cũng không quá lo về vấn đề công việc. Chỉ quan trọng là người nắm tay em cùng đi là như thế nào. Hay dạ. Quá. Cái đặc chuyện nắm tay sắc. Cùng em, anh sẽ nắm được đi đến những nơi mà em muốn, là cùng em xây đắp những món quà anh đó ta làm tặng cho em. Xây nhà đó phải không? Là ngôi cái nhà này và đó những phải đứa không? Trẻ và những âm thanh, những tiếng vui đùa của trẻ thơ. Trời, dạ. Quá đẹp. Trời ơi, bởi vì thiệt á. Rồi bây giờ thế này, hai bạn hãy tiến tới nắm tay nhau, đối diện nhau, mỗi người nói một câu nào đó, rút ruột rút gan của mình, nói tận đáy lòng của mình. Hãy truyền cảm xúc cho nhau. Anh xin phép và em nói em một câu nào đó. Anh xin có thể mượn tay em không ạ? Ủa gì vậy? Gì vậy? Ông rỡ đâu vậy? Ông nói tôi nghe, ông rỡ đâu? Cái trái tim ông nằm bên nào? Bên tay phải. Tim nào mà nằm bên tay phải trời? làm em coi. Rung quá lên lộn. Rung bất cứ tay phải. Nhưng mà bên nào em cũng nghe được. Bên đây là mạch thôi, còn bên đây mới là tim nè. Đập tới nhớ bên kia không có tim mà cũng nghe được luôn. Mạch đập còn tì, mạnh hơn tim. Thì anh đó không được trai, không biết ga lăng, không có biết tỏ tình giống như trai Hàn Quốc. Nhưng anh có một trái tim nồng ấm, có một cái sự chân thành. Dù trong xảy ra bất cứ hoàn cảnh như thế nào thì anh sẽ sẵn sàng luôn nắm tay em, cùng em vượt qua tất cả những khó khăn, để mình xây một cái tổ ấm cho hạnh phúc vô biên của hai ta. Trời ơi, mong em hãy cho anh một cơ hội. Dạ, bấm nút nha anh. Dạ. Rồi, cỡ gì ghê. Bấm nút anh rồi, hay quá, dễ thương quá. Phụ nữ rất cần những người đàn ông nói như thế. Tôi cũng học hoài mà tôi nói không được luôn á. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem mình có hẹn hò hay không. Chuẩn bị 3, 2, 2 1. Hết thời gian. Bây giờ là chính thức hẹn hò, nắm tay nhau. Rồi, xin phép. Dạ. Bác và gia đình hai bên. Đó. Dạ, con xin xin phép gia đình nhà trai. Dạ, dạ. Con xin phép gia đình nhà gái và nhà trai. Đó, em cũng cho phép hai đứa chúng con được tìm hiểu với nhau. Và thuận duyên thì cho chúng con được đến với nhau. Hứa. Dạ, con hứa sẽ dùng hết tất cả khả năng của mình và để làm một bờ vai vững chãi để bảo vệ cho em, để xây dựng hạnh phúc cho tương lai của mình. Dạ, dạ chào nhà trai. Dạ, mẹ, hôm nay tham dự chương trình này thì con cũng rất là nhiều điều muốn nói. Đến tận 29 tuổi thì con vẫn còn làm mẹ buồn.
vì vẫn chưa kiếm được một chàng rể quý. Nhưng mà hôm nay con tìm được rồi, thì xin phép nhà trai cho con bắt rể. Trời ơi. Kinh nghe không? Rồi bắt đầu xin. Rồi xin mẹ đi. Đúng rồi, xin dạ, mẹ. Con xin phép bác. Mẹ. Xin phép mẹ. Rồi xin phép em cho anh được không? Dạ. Hồn á hả? Hai đứa thật sự là hôm nay anh rất thích cặp này nha. Mong rằng tụi em sớm nên duyên. Dạ. Yeah. Chúc mừng các bạn. Mời đàn trai. Rồi ngồi đi em. Xin mời đàn gái. Rồi mời đàn trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia và chào quý khán giả trong phòng quay. Dạ em tên Phan Văn Trọng, quê quán ở Bến Tre, hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chức vụ em là trưởng phòng vật tư công ty cổ phần thép Vĩnh Lợi. Em tên là gì? Dạ em tên Phan Văn Trận. Chịu Trận hả? Dạ. Phan Văn Trận nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 34 tuổi. 34. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và em xin chào anh Quyền Linh và bạn nam phía bên kia. Và em xin chào toàn thể quý vị khán giả đang ngồi dưới trực quay ạ. Em tên là Trương Thị Linh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh và làm quản lý cho nhãn hàng Lovite ạ. À em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 33 tuổi ạ. 33. Linh 33, Trận 34. Em có cái điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Dạ điểm mạnh của em đó là dễ gần, yêu thương gia đình, thích chia sẻ gần gũi với gia đình và thích sống chung với lại gia đình. Thế còn cái điểm yếu của mình? Điểm yếu của em đó là mít ướt và dễ mũi lòng trước những cái hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần người ta chia sẻ cho em là người ta khó khăn thì là em sẽ giúp đỡ người ta. Dạ. Tức là dạ. Em bị cả tin dễ tin người. Dạ, đúng không? Rồi ạ. Em có cái tật xấu gì không? Dạ tật xấu của em đó là mỗi lần em đói bụng lên là tính em nóng tính, hay quạo. Dạ lúc mà em mất ngủ á, bình thường thì nằm ngủ cũng duyên dáng lắm, nhưng mà khi mất ngủ với lại ai làm cho em khó chịu với tụi em không ngủ được thì em cứ nằm úp và chân dơ lên trời vậy đó. Nằm úp mặt mà chân dơ lên trời là dạ, cái tư thế gì ta? Là tư thế nằm úp xong chân cứ quặt lên này. Tư thế đó dễ ngủ lắm, anh cũng hay ngủ thế đó đó. Thế nào? Ông hình dung tư thế nào mà ông nói dễ ngủ? Ta nằm mặt... vậy nè. Anh Quyền Linh có thể ra nằm úp xuống tạ giùm em. Không, cái chân dơ lên trời hả? Em dạ. Vậy đúng không? Đúng vậy không? Dễ đúng ngủ không? Lắm. Dạ đúng rồi. Vâng, lại tưởng là treo ngược cái chân lên vậy nè. Treo xong ngủ trời. Bởi vậy mới nói. Ai mà biết điểm mà yếu đó của em thì đúng là em mất ngủ và cứ yêu thương chiều chuộng em lúc nào em nằm ngửa. Cái này hay là Trận. Dạ. Cái này là chịu Trận được nè. Dạ. Đừng có chọc giận là nằm úp ngủ vậy. Dạ. Nếu mà vui là nằm ngửa. Là cố gắng làm vui vui nha. Dạ, em sẽ cố gắng làm bạn vui ạ. Còn Trận, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là hiền, biết kính trọng người lớn, biết quan tâm chia sẻ người khác, không hút thuốc, biết uống rượu nhưng mà uống chỉ ít thôi à, chỉ giao tiếp thôi, mức giao tiếp thôi. Điểm yếu của em là nói hơi ít. Nói ít. Dạ. Bên này em nói nhiều á. Có tật xấu gì không? Có ngủ ấp không hay ngủ ngửa? Dạ em ngủ thì ngái, nhưng mà ngái thì nhỏ, cũng không đến nỗi là lớn lắm. Sao em biết? Dạ em nghe người người nhà nói anh. À dạ ngủ. Ngái thì cũng sao đâu anh, em dễ ngủ lắm. Em chỉ cần nằm xuống là em ngủ. Dù trời long đất lập gì em cũng ngủ được hết ạ. Có nghĩa là cái tật xấu đó là bạn gái bên đây là không cho là tật xấu nữa, em yên tâm nha. Yên tâm. Dạ. Em Trận, em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình rồi. 2 mối tình là đi đi học, 1 mối tình là đã đi làm rồi. Mối tình đi làm đó bao lâu? Dạ hơn nửa năm nhưng mà gần 1 năm. Sao chia tay? Dạ vô tình thì em mở được điện thoại của người đó thì em thấy cái tin nhắn của người đó nhắn với người khác. Vậy thôi chia tay hả? Dạ. Nhắn sao mà chia tay? Thì em thấy nhắn tin của hai người cũng tình cảm lắm. Thấy bạn đó không thật lòng với mình. Không thấy có tình đó xong là coi chia tay luôn. Dạ thì về em cũng suy nghĩ, em cũng suy nghĩ mấy ngày. Rồi em mới nhắn tin cho bạn đó. Dạ
thì bạn nó cũng chỉ nói là bạn thôi. Ừ thì bạn thôi mà. Nhưng mà em thấy sao nhắn tin lại tình cảm quá à. Dù gì nó cũng qua rồi ha. Dạ. Còn rồi. Em sao? Em mấy mối tình rồi? Dạ em một mối tình ạ. Quen bạn nó lúc em học cao đẳng. Và 3 năm học cao đẳng luôn ạ. Thì trong lúc quen nó thì bạn trai đó khá đầu hoa. Bạn bè gặp người đó đi với người khác thì có nói cho em là sao lại gặp bồ của mày đi với lại con nhỏ đấy vậy. Nhưng mà em lại không tin. Nhưng mà có một lần thì bạn em chụp hình á, thì đi với người đó, thì em nói là coi như là đối tác đi, em cũng không thấy quan tâm luôn. Nhưng mà xong rồi em nói tóm lại là em bị phản bội đúng không? Đúng rồi. Giống y như bạn bên giống như trận bên kia. Và lần đó là em cắt đứt. Em là người chủ động cắt đứt. Em chủ động cắt đứt luôn. Mấy năm rồi Gưng? Em quen được 3 năm và lúc 2012 chia tay. Thì tới bây giờ 7 năm là không quen ai. Tới bây giờ luôn. Dạ. Là em không quen người nào nữa. Dạ. Em gái em muốn một nửa yêu thương của mình có một mẫu hình lý tưởng như thế nào, em có thể diễn tả cho bên đây biết được không? Dạ thì em thích mà mẫu lý tưởng của em là bạn nó cao từ 1m68 trở lên. Thì thân hình không quá ốm, tướng người nhanh quyền linh trở lên ạ. Biết yêu thương gia đình, biết chăm sóc bản thân mình. Và hỏi cũng được, đối với em quan điểm hói là thông minh. Hói được không? Dạ được ạ. Được. Hói là thông minh, vì bạn nói là hói là thông minh. Vỗ tay, tôi khoái vụ này nè. Ai mà chào em gái. Dạ, trời ơi, chúc em quá, em nói chữ hói em khoái là anh thấy khoái rồi đó. Dạ. Cảm ơn em đã hiểu cho những người hói. Em thích người đàn ông lý tưởng của em đó là không trưng diện quá, nhưng mà cũng phải biết là chăm sóc cho mình. Đi làm thì là một người đàn ông lịch lãm, còn khi đi chơi thì là một người năng động thể thao. Rồi là tùy cơ ứng biến ha. Dạ, tùy cơ ứng biến. Không? Dạ. Ok, được đó. Dạ. Khoái vụ khoái hói rồi đó. Đâu, để coi bên kia có hói hay không mà thấy ông Linh ông có vẻ là tâm đắc quá vậy. Bên đây thấy cũng có khả năng đó nha. Dạ chào chị. Chào cưng. Không, nhưng mà bạn nữ bên đây thích hói mà. Ừ. Cái mẫu người phụ nữ mà em mong muốn là như thế nào? Dạ, em mong muốn người nữ đó là cao 1m55 trở lên, da trắng, tóc dài, hiền giống như em vậy đó chị. Hiền giống như em hả? Dạ, biết quan tâm chăm sóc, lo cho gia đình. Vậy thôi hả? Dạ. Vậy thôi phải không? Dạ vậy thôi ạ. Em cũng được 80% của anh nữa, nhưng chứ có điểm là tóc không dài. 80%. Còn cái 20% do cái tóc không có dài, tóc ngắn. Dễ mà để từ từ nó dài. Chị. Không sao phải không? Dạ. Thì em nói cho bạn đó biết đi. Để nó dài. Đó là mẫu em mong muốn thôi. Dạ. Chiều cao chưa đạt như mức mong muốn anh ạ. Chiều cao em cao nhiêu? Em có 1m52 thôi. Bằng guốc lên thì cũng được 1m57. 1m52 mà 10 phân nữa thì là cũng 1m62 rồi nếu mà mang guốc 10 phân. Dạ không sao chị. Ship em có công ty dài, em nói ship em làm đôi giày độn lên phân. Là được rồi. Okay. Nói ship em làm cho anh mấy đôi giày cao gót thôi. Anh cũng hơi lùng anh mang. Có giày cao gót là không độn, không? Người ta có giày độn. Độn anh. Nói ship em làm cho anh mấy đôi giày 10 phân luôn á. Dạ. Lên về ngoại hình á, cái khuôn mặt á thì giống những cái giống một mẫu hình nào trong showbiz không? Hình mẫu là lý tưởng của em là chị Hari Won á chị. À. Chị đó rất là vui vẻ. Rất là vui vẻ. Dạ. Có cần phải biết nói tiếng Hàn không? Dạ không chị. Vậy hả, chỉ dạ. cần là có cái nét Hari Won thôi phải không? Opa. 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 Em không giống chị Hari Won nhưng nói được câu opa. Opa, opa, sarange, sarange. Rồi bây giờ mình cho hỏi chuyện người thân xong mình mở đúng rào rồi. Thôi. Dạ em đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ nuôi và chị ruột em và đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả trường quay. Về Linh á, là một người con gái rất là hiền, sống có hiếu với gia đình. Còn chị thấy về bạn trai bên đây thì cũng được hiền. Chị thấy hai em tương đối là hợp với nhau. Thì mình tới chương trình này cũng đã một là cái duyên rồi. Thì hai em nên cho nhau cơ hội. Nếu mình tiến xa hơn thì càng tốt. Còn mẹ nuôi thì sao? Mẹ nuôi cho một chút ý kiến. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Phải nói là mình rất là hâm mộ chương trình này. Chính vì vậy cho nên là thấy con gái năm nay cũng ngoài 30 tuổi mà chưa có tìm được một cái người bạn trai nào vừa ý. Mặc dù mình đã giới thiệu cho con rồi nhưng mà con vẫn không có chấp nhận. Mình rất thích mà con lại không thích. Cho nên mình mới lặng lẽ là mình lén mình đăng ký chương trình này. Mà không phải đăng ký cho một người đâu, tới 4 người lận. Ủa đăng ký cho ai cô? Đăng ký cho Dương Bé Ba, cho Võ Thị Nương, cho Trương Thị Linh và cho một người nữa là là bản thân cũng là mẹ đơn thân. Là mẹ nuôi cũng đăng ký chương trình này luôn. Mẹ thấy chàng trai này là mẹ có thích không? Chàng trai này thì theo mẹ thì
Được các con ạ. Dạ. Ngọc mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Ngọc mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Mẹ đáng yêu quá à. Hy vọng chúng ta gặp nhau ở vị trí khác nha. Dạ cảm ơn. Rồi xin mời đàn trai. Em đi với ai? Dạ em đi với sếp và anh em đồng nghiệp của em ạ. À có sếp là chắc có dài luôn ha. Dạ. Xin chào anh Linh và chào chị Vân. Chào khán giả trong trường quay. Mình là Hùng, cấp quản lý của em Trần. Trần là người rất là hiền lành, tốt tính và đặc biệt á là bạn rất là nhẹ nhàng. Còn đối với bạn gái bên này á thì anh thấy rằng á bạn rất là duyên dáng, rất là nhanh nhẹn và một số cái yếu tố em đưa ra có lẽ là anh nghĩ là phù hợp đến 70%. Còn tóc có thể là nó dày ra. Dạ. Rồi, cảm ơn chương trình. Cảm ơn sếp. Rồi bây giờ mình mở rào ha. Mở rào đi. Ok, mở rào. Mặt trận này là của em đó Trận. Em chào anh ạ. Dạ, em chào anh. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ. Thì trong đây gồm có hai món. Một là cái giỏ. Dạ. Khi em đi làm. Cái thứ hai nữa là một đôi giày. Và chính là đôi giày của ship anh tài trợ cho anh. Dạ. Bây giờ ngồi xuống thử có chiếc giày có vừa sai không cưng? Thử giày đi, thử giày ngồi đi. Ngồi xuống đây cưng, thử. Dạ. Ừ. Rồi, giống phim tắm cám quá nha. Vừa luôn chị ơi. Wow. Ờ số luôn rồi đó, duyên số đã định rồi. Đã định rồi. Ok, trời ơi, tính luôn. Vừa in luôn. Em có muốn đi đôi giày để nói chuyện không? Dạ có, em muốn đi luôn. Rồi, em đi đi. Dạ. Dạ, em cũng có món quà muốn gửi cho anh ạ. Em sẽ tặng cho anh cái cà vạt. Thì tại vì là em, đối với em á thì thích anh buổi sáng đi làm á, thích anh bước ra đường thì ít nhất cũng phải là một người đàn ông lịch lãm. Thì em thích đứng trước mặt anh để thắt cho anh cái cà vạt trước lúc anh đi làm. Thì em muốn tặng cái quà ít quà. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi, đó. Mà sao hợp như vậy, cái cà vạt đó cực kỳ hợp với cái áo đó, bộ đồ của em. Dạ. Luôn á. Màu xanh. Nhà chắc cũng tập rồi nhưng mà lên đây gặp ảnh là rung đúng không? Bạn gái lấy cái giỏ quải lên, lấy cái giỏ quải lên. Nói đi. Đây là cái giỏ màu hồng thì anh mong là tình cảm của anh với em luôn luôn sẽ là màu hồng. Dạ em cảm ơn anh. Hát bài tặng luôn, hát luôn, đứng nói hát luôn. Thôi đây em xin hát tặng cho anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Và quý khán giả ở tại trường quay. Và đặc biệt là cho bạn gái của em. Dạ em tên gì anh? Em tên gì ạ? Xin lỗi anh quên trời tên của em. Rồi hỏi tên hỏi lại đi. Cho cơ hội lại, nói lại tên một lần nữa đi em. Rồi. Dạ thì em nói lại lần này anh phải nhớ nha. Còn nếu rồi, mà không nhớ là em em giận luôn. Dạ em tên là Linh. Linh. Rồi dạ. Bắt đầu nói. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tình cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua, còn vẫn vương đôi hồn họ. Rồi hay lắm rồi, hay rồi. Dễ thương rồi. Rồi bạn gái đáp lại luôn, bạn nữ đáp lại luôn em. Em yêu anh, yêu không hối tiếc. Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Em quên rồi. Nên đủ ý nghĩa rồi. Được rồi. Em yêu anh không hối tiếc, yêu bằng cả trái tim, đủ ý nghĩa rồi. Trở về vị trí ngồi đi. Đó, cái phần giao lưu là dễ thương lắm rồi đó. Bây giờ em nói đi, em thấy cảm giác em lần đầu tiên gặp mặt em thấy cô thế nào? Em thấy bạn gái rất là dễ thương. Mà thấy gương mặt cũng có vẻ là hiền. Cảm giác lúc đầu em thấy em cũng rất là mến. Còn em thấy anh như thế nào? Em thấy anh giống như em mong muốn. Tại vì đối với em không thích đàn ông béo, đàn ông ốm. Cho nên khi nhìn anh ấy là em nhìn thấy đúng lý tưởng của em. Dạ. Cho em hỏi là anh hiện tại anh đang sống trên Sài Gòn hay sống trên Bến Tre ạ?
Anh sống ở trên Sài Gòn. Dạ. Anh có hay về thăm bố mẹ không? Anh thỉnh thoảng khoảng 1-2 tháng thì anh có về thăm ba mẹ của anh. Dạ. Em cho hỏi em quê ở đâu? Dạ, em là quê ở Nghệ An ạ. À. Hiện nay em đang sống trong Sài Gòn với anh trai. Dạ, và với chị em đang ngồi dưới hàng quay ạ. Dạ. Hẹn hò em thích đi đâu chơi? Em miễn nơi nào có anh thì em thích ở đó ạ. Trời ơi. Ôi, muôn tình quá ơi. Theo em, nếu mà mình đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì sẽ tiến tới được? Nếu anh cầu hôn lên và đúng anh hợp với mẫu lý tưởng của em thì em đồng ý luôn. Dạ, có thể cưới luôn ạ. Nếu mà em đồng ý thì chắc có lẽ là trong năm nay. Theo em thì em thấy có được không? Dạ, em dạ được ạ. Nhưng mà đối với em á, thì khi một quen với là một người bạn nam á, tại em thích sống với gia đình, khi mà muốn đồng ý cái việc mà em với anh quen nhau thì em lại biết được gia đình anh và những người thân trong gia đình anh. Em thích sống với gia đình, thích sống với người thân. Dạ, em sống thiên về tình cảm. Một thời gian gần đây thì anh sẽ mời em về quê của anh chơi. Mà Bến Tre rất hợp với em vì em thích ăn ngọt. Vậy là quá hợp. Bến Tre là gu kẹo chùa của ba em và em. Nếu mà lấy nhau thì em mong muốn là được mấy người con? Em thích đông con ạ. Thích đông con. Khi mà anh đông con thì anh phải, khi sinh con ra thì anh phải có trách nhiệm với lại con và gia đình. Anh đủ khả năng tới đâu thì em sẽ để tới đó. Anh cũng sẽ cố gắng theo mong muốn của em. Nhưng mà nói hỏi thật, em thích cô gái đối diện không? Khi mở rào ra là em thấy em vẻ đẹp của cô ấy là em bị hút hồn. Hút hồn luôn hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá, thôi được rồi. Rồi, để tay nút bấm đi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Được rồi đó. Dày vừa quá, xinh quá. Em thấy trong bạn mối hò sau khi nắm tay rồi làm gì nữa? Dạ hôn. Trời ơi. Dạ con xin phép má nuôi cho con hôn lên. Em cho anh thể hiện tình cảm của anh đối với em. Em có đồng ý không? Cái tay làm gì? Tay thì dịnh ra đây nè. Đó, ừ. Đó, ừ. Đó. Nhìn cái tư thế cho nó đẹp cái coi. Em không xấu, em không lại cho chị coi coi. Em không lại em. Trời ơi. Đó, trời ơi. Ra thế ra dáng liền. Rồi. Linh đóng dấu luôn rồi nè Linh. Hả? Đóng dấu luôn hả? Vết son môi trên má anh. Dễ thương quá. Tối nay về chắc không rửa mặt quá. Để ngủ luôn nha. Dạ. Để tới mấy ngày luôn. Dạ. Kệ chừng nào nó phai ha. Chừng nào tự nó phai thôi. Gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Bạn nữ giới thiệu về mình trước nè. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quyền Linh. Và chào quý vị khán giả. Em tên là Đặng Thị Ngọc Diễm. Năm nay em 35 tuổi. Em đến từ Tiền Giang. Hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty giao thông vận tải tại Hồ Chí Minh ạ. Đang rung hả? Dạ. Này ôm một cái cho hết rung nha. Diễm quê Tiền Giang hả? Dạ. Vậy là quê cùng với Linh đó nha. Dạ. Mời em trai. Lần đầu tiên xin chào MC Quyền Linh, nhà chị Ngọc Lan, bạn gái bên kia và quý vị khán giả có trong khán phòng ngày hôm nay, là chào trân trọng nhất. Mình là Nguyễn Văn Diện, năm nay 44 tuổi, quê thì ở cái lại Tiền Giang. Tiền Giang luôn. Dạ. Giờ hiện tại đang công tác và làm việc là sinh sống ở Bình Dương, Thuận An, Bình Dương. Diện làm gì Diện? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ anh. Rồi bán thuốc hay là hiện nay là bán thuốc hay là sản xuất thuốc? Dạ, em có một cái cửa hàng của riêng em. À, cửa hàng bán thuốc luôn hả? Em tự mở, em quản lý của cá nhân em luôn. Là chủ cửa hàng đó luôn. Dạ. Bạn Diễm là ở đâu, huyện nào Diễm? Dạ, em ở Gò Công Tây ạ. À, cách xa khoảng mấy chục cây số thôi. Dạ. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của nhau đi. Bạn gái nói trước đi. Ưu điểm của em thì là thân thiện, hòa đồng với lại thiên về tình cảm gia đình. Còn khuyết điểm của em là nấu ăn không giỏi và giao tiếp cũng không giỏi.
Còn nhà trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em á là nhậu người cũng ít. Rồi thứ hai nữa là không hút thuốc. Còn nhược điểm của em á thì cũng hơi nóng tính chút. Hơi nóng tính hả? Dạ. Nóng quá thì mày làm gì nè? Nóng lắm á là mày làm gì? Cũng bỏ đi đâu đó thì khỏa một thời gian rồi cho nó đỡ chứ đâu, nóng quá đừng có làm bậy nha. Dạ. Vậy nóng quá nóng không có đập đồ được không? Dạ. Dạ không chưa chị. Dạ. Chưa đến mức đó. Đập cũng không sao đâu. Cũng là tỉnh táo. Dạ. Vậy là được chứ đừng có nóng quá đập đồ đập đạc đập. Dạ. Thứ hai nữa là nhược điểm á là hơi luộn thuộn, đồ đạc thì để trong phòng nhiều khi chưa ngăn nắp lắm. À. Tại ở con mình. Ở con mình. Dạ. Rồi đường tình duyên của Diện là sao? À dạ, em có hai mối tình. Thì hồi đó thì hồi còn trẻ là 23 tuổi. Thì ôn thi ở Cao Đẳng Sư Phạm Tiền Giang mình á. À. Thì cũng có quen một cô kia. Rồi trong cái mùa ôn thi rồi quen xong rồi tới làm hồ sơ đi thi các trường á. Thì đi thi xong rồi mỗi người mỗi ngã rồi mất liên lạc luôn. Chia tay luôn. Dạ. Trời ơi. Dạ. Vậy thôi đơn giản là gì là rồi còn mối tình thứ hai như là mất liên lạc luôn rồi người ấy rồi không biết đậu gớt rồi coi như là sao luôn rồi không liên lạc được nữa. À. Còn dài đây gần đây thì có một mối nhưng mà nguyên nhân là có người thứ ba xuất hiện rồi thử. À, người thứ ba xuất hiện ha. Ủa đăng ký chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà hai mối tình đó là, gọi là bây giờ mình còn nhớ mối tình nào lưu luyến lắm không? Dạ, hai mối tình đều đẹp hết. Nhưng mà nhưng mà cách xa không? Mối tình xa hai cách xa. Xa. Mới hai mối thuyền đây vài tháng đây à. À mà khoảng chừng 2021 á. Còn mới đây? Dạ. Năm rồi. Rồi còn cái mùa dịch rồi tháng 7, tháng 10 này cao điểm quá. Rồi trời chú em ấy luôn rồi. Mới đăng ký tháng 12 giờ rồi chương trình này gọi phỏng vấn ngày hôm nay. Dạ. Trời. Nhà trai là cái đường tình duyên nó vậy đó. Dạ. Không biết nhà gái sao à? Dạ. Nhà gái mình sao cơ? Dạ thì em chỉ có một mối tình hả? Là cũng lâu rồi. Từ năm 2011 đến hôm nay và sau đó cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng chưa có đi đến đâu à. Một mối thôi hả? Dạ đúng rồi. Một mối một hà. Trời dạ. ơi. Người ta là không có kinh nghiệm luôn đó. Vậy ở bên đây hai mối thật ra cũng không có gì sâu sắc luôn á. Bây giờ chưa qua bên đó coi nhà trai đâu. Bây giờ mình nói về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Dạ. Thì trước tiên đối với em mẫu hình lý tưởng thì là trước tiên không hút thuốc. Rồi bên đó dạ. là không hút không thuốc. Không hút. Dạ, với biết quan tâm chăm sóc và không gia trưởng ạ. Bên đây chắc không gia trưởng, ở đây cũng hiền lắm. Dạ. Nãy giờ cũng rung y chang bên đó vậy đó. Phải không? Ừ. Bây giờ mình muốn cái người bạn trai mình cao bao nhiêu? Dạ, cao hơn em một chút được rồi. Cao hơn chút đúng dạ. không? Để Lan qua Lan coi coi. Cao hơn, cao là có cao á, nhưng mà mập hay ốm? Dạ, mập dạ, hay em ốm. Chào anh. Dạ. Cao á, cao lắm. Em gái thích mập hay ốm? Dạ. Mập một xíu đi anh. Trời ơi. Mất công đi ra người ta nói là khó nuôi. Có luôn. Mập có mập. Dễ thương lắm. Múp miếp. Ôm xuống. Đúng rồi. Có nhiều người thích múp miếp ôm nó sướng. Đó. Rồi. Làm như chương trình tuyển thì sao? Tuyển mà. Ta đọc hồ sơ. Người ta đọc hồ sơ biết hết á. Ta mới tuyển giống như vậy nay hỏi lợi thôi. Dạ. Hiểu không? Rồi còn em trai. Dạ. Bây giờ muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ. Cái mẫu người yêu của em thì biết nấu ăn thôi. Rồi thứ hai nữa hiền. Rồi biết lễ phép gia đình. Rồi thứ hai chung thủy. Vậy dễ quá. Dạ ai người ta cũng mong muốn có bồ vậy hết trơn. Giỏi anh. Dạ. Mình có cái yêu cầu gì đặc biệt hơn không? Thì, cái điều gì anh không thích nè? Không xăm hình. Không xăm mình. Không xăm mình. Dạ. Không xăm mình hả? Dạ. Cái ù xăm nhỏ nhỏ cái trái tim hay trán là được. Không có ai mà đi xăm trái tim hay trán hết trơn trời. Ví dụ nhỏ nhỏ ví dụ cũng kỳ cục. Hay là xăm nhỏ nhỏ ở đây nè. Hay xăm cổ tay. Con gái giờ hay xăm cổ tay á dễ thương. Xăm gì đó xăm trái ớt. Nhỏ nhỏ cái leo gì ví dụ như đó. Được. Có thể chăm chế được. Được đúng không? Dạ. Nhỏ nhỏ dễ thương mà. Còn mà lỗ liễu bự quá thì xăm nguyên con rồng sau lưng á. Đâu. Không hay xăm là xăm đây là yêu em. Bây giờ trầu lưu xăm mình ghê quá. Không, thật ra xăm mình nó là một cái nghệ thuật. Yeah. Nhưng nếu chúng ta biết xăm, chúng ta biết về nó thì thật ra nó rất là đẹp luôn á nha. Mỗi một hình xăm nó đều có một cái ý nghĩa khác nhau. Đúng rồi, hình xăm cũng không phải nói lên tính cách con người. Có nhiều người xăm nhưng người ta rất là hiền. Yeah. Thật ra là người ta thích xăm thôi. Cũng đó là một sở thích. Nhưng mà có ngày xưa mình quan niệm là người xăm mình chắc là dữ dội lắm đây. Giang hồ. Giang hồ này kia.
Thật ra bây giờ Sâm mình có nhiều người rất là hiền. Dạ. Hiền lắm luôn á. Đó là một trong những cái sở thích thôi. À, cũng là một môn nghệ thuật mà. Hôm qua tôi coi coi có Sâm mình không á. Không, sao coi. Chào anh. Chào em gái Tiền Giang. Dạ. Có Sâm mình không? Dạ không. Có không? Dạ. Không có anh. Chắc không? Chắc ạ. Thứ mai mốt về nhà trai kiểm tra nó có Sâm mà cái đổ thừa cho tôi nữa. Có thích Sâm mình không? Dạ không ạ. À, rồi. Nãy giờ yêu cầu nhà trai đưa ra đó, mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, đáp ứng được cái chung thủy, không xâm mình. Hai cái đó là cũng dữ lắm mà. Chung thủy là dữ rồi, là hàng đầu của phụ nữ lắm mà. Ha. Bây giờ nè, em gái ghét nhất cái gì mà cũng không thích ở người đàn ông? Dạ, giống như lúc nãy em nói là hút thuốc với lại gia trưởng. Vậy là bên kia không có rồi, yên tâm. Bây giờ, thí dụ giờ lấy nhau về, em thích là ở thành phố Hồ Chí Minh hay về Tiền Giang quê mình? Dạ, tại vì hiện tại công việc của em là ở Hồ Chí Minh và em cũng nghĩ là em chỉ phát triển được ở Hồ Chí Minh thôi. À, nên là em muốn ở Hồ Chí Minh ạ. Rồi, bao giờ thì mình có thể đi đến kết hôn được? Dạ, thật sự là gia đình em cũng hối lắm rồi. Hối lắm rồi hả? Nếu mà có điều kiện thì là năm nay hoặc là năm sau thì cũng được ạ. Ngon. Năm nay luôn á. Năm nay luôn. Chứ bên đây cũng lớn rồi. Năm nay đi. Năm nay được á. Năm nay lấy được, giờ mới đầu năm à. Tôi thấy nhà trai tôi chịu cái ý kiến mình nhà gái rồi đó. Trong năm nay được không? Dạ được chị. Quá được đúng không? Dạ. Bên đây cũng ba tháng sau tháng càng tốt. Được. Dạ. Đó. Giờ đi. Mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Đó, bây giờ là anh đi với ai? Dạ đi với 16 ạ. Có một cậu dạ. 16 hả? 16. À, chào cậu 16. À, kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. À, chào ông Mai Quyền Linh và chào bà mối Ngọc Lan. À, qua cái trao đổi ngắn trên chương trình thì cậu mợ nhận thấy là cháu gái có một gương mặt rất là dễ nhìn, hiền và có công việc ổn định, lại công tác cũng tại thành phố Hồ Chí Minh là cũng thuận tiện cho nhà trai, cháu trai cũng Bình Dương thì lên xuống cũng gần, thì cậu mợ cũng mong muốn rằng là hai cháu tạo một cái cơ hội để tiếp cận và đi đến hôn nhân một cách sớm nhất. Xin dạ. Dạ. Cảm ơn 16. Cảm ơn ạ. Sớm nhất nha, 6 tháng cũng được ha. Dạ, 6 tháng là được. Bây giờ mình nhà gái mình đi với ai vậy? Dạ, em đi với chị đồng nghiệp ạ. Chị đồng nghiệp, rồi. Xin mời chị dạ, có chị. Ý kiến ạ. Dạ, em Thảo đồng nghiệp với bạn Diễm. Con xin chào cô chú bên đại diện nhà trai. Chào anh Nguyễn Linh, chào Ngọc Lan. Chào các bạn ở trường quay. Em làm chung với Diễm cũng được 2 năm. Thì Diễm là người rất là hiền lành, quan tâm tới mọi người rất là nhiều, sống tình cảm, là người phụ nữ có gia đình. Thì em nghe anh nói là tìm một mẫu người phụ nữ thì em thấy Diễm rất là phù hợp với của anh. Theo yêu cầu của anh thì em thấy Diễm rất là phù hợp. Em chỉ mong là anh nghiêm túc trong tình cảm. Và nếu như mà anh và Diễm có duyên thì mong anh là chăm sóc và quan tâm Diễm nhiều. Tại vì em thấy Diễm rất là chân thành, một cô gái rất là tốt. Thì quan trọng là do anh và Diễm cảm nhận được là mình có cái tình cảm với nhau hay không ngay phút ban đầu thì mình bấm nút cái cơ hội. Còn cái này thì em có ý kiến nhận xét về anh và về Diễm là em biết. Còn quyết định là do anh và do Diễm. Rồi, cảm ơn em gái. Mình cùng là dân Tiền Giang hết nó dễ tìm hiểu ha. Dạ. Dễ nói chuyện với nhau. Mở rào. Ngồi đây đi. Bắt đầu đi gì? Tiến tới luôn. Bước qua liền. Chào em. Dạm ngõ luôn. Lần đầu tiên anh có món quà xin tặng em mà. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em mở quà ra luôn gì? Cái bóp anh này. Mở ra. Dạ. Đó. Dạ. Dạ. Em cảm ơn em. Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh nhìn em thì xinh xắn dễ thương. Dạ. Em mà hồi nãy em nói em công tác kế toán ở thành phố mà ở quận mấy vậy?
Dạ, em làm ở quận Tân Bình đó anh. À, thì cũng gần, anh ở Bình Dương. Dạ. Anh ở Thuận An á. Dạ. Xuống đây cũng mấy chục cây à. Dạ, thì em cái đó thì em cũng chưa xuống dưới lần nào á. Nhưng mà nếu có cơ hội thì em cũng sẽ xuống. Trong cái chương trình này thì em bấm nút đi rồi mình gặp nhau. Mình tìm hiểu tiếp. Dạ. Cái quan điểm hôn nhân của em thì sao? Dạ, quan điểm của em là lẽ chung thủy, san sẻ và cảm thông. Anh thì có điều đó, anh đã đặt cái điều đó mà. Chung thủy nãy anh đã hàng đầu. Dạ. Dạ. Thì yên tâm đi, cái gia trưởng hồi nãy em có nói thì anh không có gia trưởng đâu. Dạ. Ừ. Tính anh thì cũng hiền lắm. Dạ. Công việc của anh thì hiện tại ở Bình Dương. Hồi nãy em nói là em thích sinh sống và là định cư làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh không hả? Dạ đúng rồi, tại vì hiện tại em cũng đang công tác ở Hồ Chí Minh. Em kế toán mấy năm rồi? Dạ. Em làm kế toán mấy năm rồi, kế toán ở... Dạ, em làm kế toán chắc cũng 15 năm rồi. Rồi bây giờ, tại vì anh bây giờ có cái mà mình tính sao đi. Tại công việc của anh bây giờ nó ổn định, nó tên Bình Dương rồi. Dạ. Còn bây giờ mình tìm hiểu đi ha. Dạ. Mình tính sao ha. Thì hiện tại thì Vô anh kinh doanh làm ăn bình thường thôi. Cái gì đến thế thì cũng sao. Còn kế toán của em thì bây giờ ở khu công nghiệp, anh ở gần khu công nghiệp thì cũng nhiều lắm, dễ hơn lắm. Dạ. Có điều kiện thì mình về chung tiện ha. Dạ. Em vô tao hoài trời. Vô liền vô. Tấn công liền thấy không? Đâu có thời gian đâu. Dạ. Thì em đến đây á là cũng muốn là cho mình một cơ hội và cho bản thân mình một cơ hội và cho người đối diện một cơ hội. Thì anh cũng vậy. Dạ thì tôi vậy bấm nút luôn hả? Ủa vậy là xong rồi hả? Ừ xong rồi đó hả? Xong rồi hả? Nhanh gọn lẹ. Hai bạn tìm hiểu xong rồi hả? Lại giờ bấm luôn hả? Thấy được không? Thấy được không vậy? Còn bấm nút á. Được quá được chị, quá bấm được. Bấm nút đi. Được không? Bấm nút đi, bấm nút đi. Bây giờ hai người tiến tới nắm tay nhau cái có được không? Cho nắm tay em. Ừ. Nắm tay em rồi anh. Thấy anh gửi một anh một ca khúc tình nghèo có nhau. Ok. Anh không tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đài cát cắm hoa lụa là vàng xoan. Anh không tìm người yêu thái tắng đội đen. Anh không tìm người yêu xe đấm sao hoa. Anh không tìm người yêu ngọc ngà cao quý vàng son em ơi. Hay quá. Hay sao Diễm. Dạ. Chân thật á. Chân thành quá, chân thành. Đúng không? Dễ thương không? Em chịu không? Chịu không? Dạ. Chịu không? Dạ chịu. Em chịu không? Sắp chịu quá. Chịu ha? Dạ. Còn hai người ôm nhau cảm xúc mới dâng trào. Đúng dạ em. Thôi anh, để hả? Cái này đông người quá đông em người ngại không có. Dạ đúng rồi. Thật ra mình cũng lớn rồi, hôm nay cũng lớn hết rồi đó. Dạ thì có thể đưa ra quyết định được rồi đó. Biết đâu có con nít dưới 18 tuổi ở đây anh. Nên là... Ai cũng chỉ xuống ôm bây giờ. Dạ nên là coi cái đó. Bây giờ nè, bây giờ mình nói dân Tiền Giang mình là đứng đây nè, đứng coi. Bà con thấy cặp đôi này hợp không ạ? Nắm tay vào thử coi. Hợp không? Quá hợp luôn ha. Bây giờ nè, thí dụ lấy nhau về mình ở đâu? Ở Tiền Giang, ở thành phố. Dạ, anh em thì bây giờ em có cái cơ sở tên Bình Dương. Nắm tay đừng có buông tay. Bình Dương anh. À, nói gì nói gì Diễm đó. Dạ. Thì bây giờ nãy em thử là Diễm về Bình Dương rồi công việc thì sắp xếp lại. Dạ cái đó thì mình tính sao chứ bây giờ cũng chưa biết đi tới đâu nên là cũng không tính được liền. Tương lai là chứ giờ giờ mà em hứa trước đúng rồi sau đó em không giữ được lời hứa thì nó cũng không hay, nó nghĩa Bình Dương có nhà riêng chưa? Dạ chưa anh, bây giờ em vẫn còn kinh doanh cái tiệm giờ nó đắt đó hả? Giờ đất giá nó cao quá mấy chỉ rồi. À, rồi chuẩn bị chừng nào mới lấy vợ và ở đâu? Dạ thì bây giờ em vẫn sinh sống ở Bình Dương. Dạ, công việc của em thì nó bán thuốc nè. Dạ thuận tiện lắm. Tức thuê cái bán thuốc. Dạ. Bán khoảng bao lâu thì có thể mua nhà được, mua đất được? Cái này tích cấp thì khoảng đi cho tao biết. Tao biết cũng vài năm anh ơi. Hả? Năm ba năm à? Năm ba năm. Dạ. Hả? Dạ nếu mà đất ở thành phố nó mắc, còn dưới quê thì bình thường nó rẻ. Quê thì dễ rồi. Còn công hay cây lậy mua thì cái mua cái rột liền. Dạ, không? Dạ. Ở dưới quê là còn mấy anh em không?
Dạ anh em á là năm anh em nhưng mà có gia đình hết rồi, còn một em chưa. Năm anh em trên chiếc xe tăng ha. Dạ. Mà mấy ông lái xe tăng đi rồi còn để anh em ở lại hả? Dạ. Còn mong anh em là mình cô đơn bây giờ. Số lận đận. Số lận đận. Dạ. Thấy thương không? Thật ra anh thấy rất là chân thành luôn. Chân thành ghê không? Dạ. Diễm, thật ra anh hỏi thật, trái tim Diễm có một chút gì đó rung động không? À, dạ, cái này thì cũng có một chút hả? Có một chút đúng không? Dạ. Ra đây người đàn ông mà cần tìm đó Diễm. Dạ. Ảnh là một bờ vai nương tựa, gió thổi không bay đó. Nha. Được đó. Dạ. Em bây giờ nè, nếu mà anh bên Bình Dương bán thuốc chung với anh. Tại vì thật ra nếu mà cái cơ ngơi bán thuốc đó mà phát triển ra là cũng làm ăn nhanh, là mua đất lắm. Nhanh mua nhà lắm. Dạ. Tại vì có thể là do trước đây có mình à, cho nên là cũng không có nghĩ tới cái vấn đề là để dành hay là như thế nào đó. Bây giờ mình đã có mục đích rồi thì em, cái việc anh mà có ý đó nữa đó. Cái này em có về hỗ trợ với anh. Tại vì công việc bây giờ có một mình em anh cắn đá. Diễn thì cái tương lai ấy, anh sẽ phát triển nữa. Diễn thấy Diễm là Diễm có gọi là một tiếng xét ái tình gì nó xuất hiện không? Cũng có anh. Có hả? Dạ. Yêu nhất điều gì cô gái đối diện này? Xinh xắn dễ thương. Dễ thương. Ta thật lòng vậy luôn á. Cũng hiền rồi. Rồi dạ. Bây giờ đủ, bây giờ mình đủ để mình quyết định chưa? Đủ chưa? Dạ. Vậy là Tiền Giang với Bồ Công, Cái Lậy, Tiền Giang Cái Lậy với Bồ Công mình cũng gần. Đúng rồi. Dạ. Qua lại nó cũng gần. Dạ. Anh ở giữa, anh ở ngay chỗ Long Hưng á. Dạ. Anh ở giữa hai bên luôn. Có gì anh kéo hai bên lại gần nhau nữa. Được không? Dạ. Cùng quê với nhau thì cha mẹ hai đúng bên rồi. Cũng rất là dễ thăm dạ. nhau, cũng với dễ là mình, lắm. Thật ra tuổi này cũng không phải cần phải gọi là chậm trễ được nữa rồi. Đúng rồi. Nha. Phải nhanh lên. Dạ. Trong năm nay 6 tháng sau quyết định luôn. Được không Diễm? Dạ. Diễm giờ phải để coi 6 tháng này là có năng nổ mà cua người ta hay là thuyết phục người ta hay không. Một tuần em hẹn gặp Diễm mấy lần? 2-3 lần nhớ được. Em rảnh giờ nào em về giờ nào là ấy. Công việc của anh thì nó rất thoải mái, anh có thể là anh đóng cửa tiệm anh đi gặp em cũng được. Rồi tới chừng nào mới mua được nhà? Không đóng còn ngày mà chị. Em thì thường thứ bảy chủ nhật. Dạ em thì làm nghỉ chủ nhật. Thứ bảy em làm buổi sáng thôi. Rồi chủ nhật suốt. Làm kế toán đông được, về cửa hàng thuốc anh làm kế toán cũng được em ơi. Nha. Làm kế toán cả cuộc đời của anh, làm thủ quỹ cả cuộc đời của anh luôn, cần là phải làm ở đâu nữa. Nha Diễm. Dạ. Rồi, vỗ tay luôn. Bây giờ mình về ghế mình quyết định nào. Được hay không các bạn sẽ quyết định ngay tức khắc bằng nút bấm của mình. Tất cả những gì chúng tôi nói đã đủ hiểu rồi. Những cái gì chúng ta cảm xúc cũng đã cảm xúc rồi. Bên tay trái là gì? Chứ nhà trai tôi muốn lấy vợ lắm rồi đó. Lấy vợ để làm chủ tiệm thuốc. Không biết nhà gái thế nào. Chúng ta chờ trong giây lát. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm nút. Chúc mừng Diễm. Chúc mừng anh. Dạ, đã chính thức mình hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình nắm tay nhau nào. Nắm về nè, sang đan tay vô. Nó xì tin dâu chút xíu đó. Được không? Chắc được. Bây giờ là chính thức hẹn hò với nhau nha. Không e ngại gì nữa nha. Đồng ý bấm nút là hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ ở nhà giờ Diễm còn ai với ai ở nhà? Gia đình em có 5 người. À. Em với hai em trai và ba mẹ em nữa. À, đang ở Gò Công. Dạ, một đứa em ở Đồng Nai, còn lại ở nhà hết à? Ở Gò Công hết đúng không? Dạ. Rồi còn nhà gì còn ai với ai? Dạ, nhà em thì lập gia đình hết rồi, còn ở nhà có ba mẹ em. Ba mẹ thôi đúng không? Dạ. Ba mẹ lớn dạ. tuổi chưa? Dạ, hôm nay 6 mấy rồi hôm nay. Rồi, nhớ dạ. dắt về ra mắt ba mẹ nha. Dạ. Bây giờ trước mắt ba mẹ của Diễm đang xem chương trình nè. Diễm nói gì, hứa với ba mẹ gì đi. Dạ. Thì hôm nay chương trình con với Diễm quen nhau thì không qua chương trình thì bác có xem TV thì cho con với Diễm quen nhau. Rồi con sẽ hứa là chăm sóc Diễm suốt đời. Rồi, được chưa Diễm? Anh chân thành lắm đó nha. Đúng cái người mà anh nghĩ rằng đúng cái người em đã mong muốn đó. Trong cái chương trình đó là Diễm có viết một cái yêu cầu ha. À, và chúng tôi đã tìm đúng người cho Diễm. Và Diễm cũng vậy, chúng tôi tìm đúng người cho Diễm luôn. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc nha.